chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Vũng Tàu để quay cho các bạn cùng xem ha, là những cái con tàu buôn và những chiếc tàu nhỏ đã ra khơi đánh bắt nha các bạn. Thì trên màn hình nhỏ các bạn đây là một con tàu mà chở hàng, nói chung là mình không gom xa được nên cũng không biết được cái thông số và những cái con tàu này. Có các bạn nào biết thì để lại cái bình luận bên dưới ha, để mình và các bạn khác cùng tham khảo ha. Đây mình cũng thấy có một chiếc cặp cào đôi nè các bạn, đang đi ra này. Để mình quay cho các bạn cùng xem nè. Đây đây là trời thì cũng đang biển gió khá là mạnh các bạn. Đây giờ có hai chiếc một cào đôi cũng đang đi đây các bạn, tại vì chiều này sóng gió nó nổi lên hay sao đã bị cái động mạnh hay sao á. Đây tại vì mặt trời nó cũng khá là chá các bạn nên nó hơi đen đen, mình không biết luôn các bạn, mình nhìn không nhìn thấy luôn á. Các bạn xem video cũng thông cảm nha. Đây các bạn, sóng bây giờ là mũi luôn các bạn ơi. Trời ơi, quá khứ rồi. Trời ơi, coi kìa. Đi tuần tra phần là đi chắc là tầm tháng ngoài rồi cũng vô sao nè. Rồi coi cái anh này chạy tới đâu rồi. Đây các bạn ơi, trở lại cái anh này nha. Anh này hồi nãy anh đi sóng ngược, bây giờ anh đi sóng ngang các bạn ơi. Trời ơi coi kìa, ở ngàn kia phía xa xa kia là những cái con tàu mà tàu buôn á các bạn, tàu buôn ăn khủng á. Máy mình thì dôm cũng có giới hạn nên mình dôm không có tới đó các bạn. Mấy cái đó là mấy cái trụ mà gió đó các bạn. Đây có anh này à. Đây cũng đang đi vô đây. Anh đi sóng xuôi nè, sóng xuôi thì cũng rất là khó khăn nha các bạn. Tại vì đi sóng xuôi anh này anh cũng đang đi vô nhưng mà chắc anh cũng canh sóng nè. Trời chiều là nó nổi sóng nó, gió nó lên rất là mạnh các bạn. Bây giờ như nó đánh cắn sóng nè. Trời ơi coi kìa. Hết biết chưa? Hết ngàn đi chứ. Phía xa
kia thì có một chiếc xà lan cũng đang đi vượt biển đây các bạn. Chắc mình cũng không biết cái xà lan đó chở đá là chở gì, mình thấy là như là chở đá thì phải. Đây mình trở lại cái anh này nha. Anh này như đi chở dầu chở gì đó, mình thấy có cái phi nè. Đây các bạn, đây một chiếc xà lan và một chiếc tàu buôn này các bạn. Tàu buôn này mình cũng không biết làm đi, chắc là mình nghĩ là những cái cẩu mà để cẩu hàng thôi. Đây có chạy đã chạy qua mặt xà lan, đây xà lan thì cũng chạy cùng hướng đây mà xà lan chỉ có được một phần tàu buôn này các bạn. Bạn biết là bạn nhìn là thấy biết độ kinh khủng khiếp là to như thế nào rồi. Đây là một chiếc xà lan nè. Trời ơi sóng kìa. Anh chạy anh ta bây giờ như anh núp sau tàu buôn luôn hay sao á. Rồi sóng kìa. Thì xà lan này chở đá các bạn. Đây để mình quay đây chiều dài của nó nè. Nói chung là mình cũng dồn hết tốc độ rồi nhưng mà mình cũng không thấy được cái ký hiệu của nó đến từ đâu ha, và những cái thông số bên trong được. Đây mình quay trở lại cái chiếc xà lan cho các bạn cùng xem ha. Đây đây cũng có chiếc cào cũng đang chạy cùng với xà lan ra biển đó các bạn. Mà theo mình được thấy thì không biết cái anh này ảnh đi làm cái gì mà cái dàn cảo của anh quá trời rồi. Rồi anh chạy qua mặt xà lan luôn các bạn. Quá khứ chiếc xà lan rồi các bạn ơi. Gà đó là sống lượng nào lượng nấy, chất lượng luôn các bạn. Đây những cái đây tàu buôn này là đang neo đậu các bạn. Trời ơi kìa. Quay lại chiếc xà lan này ha. Các bạn nghe không rõ âm thanh của mình thì cũng thông cảm nha. Tại vì đây là biển rất là gió các bạn. Cầm điện thoại mà nó rung lắc luôn. Trời ơi hết hồn chưa. Ra ngoài đó là anh đi cái hướng nó về những cái hướng mà cái trụ điện đó, cái trụ cái đó cái gì mình nói mà mình quên rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chiếc xà lan ha. Xà lan cũng đã đi tới đây rồi các bạn. Đây phía đây cũng có một chiếc xà lan cũng đang vượt đi ra đây các bạn. Đây hình như xà lan này theo mình nghĩ là chở dầu vậy.